Chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời ông Phạm Gia Vân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đến để cùng trao đổi về vấn đề vượt quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn Nghệ An. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, thì theo thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Nghệ An là một trong những cái tỉnh mà bồi chi cái quỹ bảo hiểm y tế là đứng thứ hai của toàn quốc. Vậy thì ông có thể cho mọi người biết cái tình trạng đó như thế và nguyên nhân dẫn đến? Thực tế thì hiện nay thì Nghệ An là một trong tỉnh vượt quỹ lớn trong cái vấn đề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ nếu mà trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì sau Thanh Hóa. Điều này thì đương nhiên là nói cũng rất là đúng. Ở chỗ là vì là cái tỉnh mình cũng đông dân thứ hai cả nước sau Thanh Hóa. Còn về nguyên nhân thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà theo chúng tôi đánh giá thì có thể là nguyên nhân khách quan là chủ yếu. Và nổi bật ở đó là vì mức đóng bảo hiểm y tế của chúng ta năm 16 cũng như năm 2015, tức là không tăng hơn. Trong lúc giá viện phí thì theo thông tư 7 giá tăng lên rất là nhiều. Chứ nói kèm ở đó là có thông tư về thông tuyến huyện. Tức là hiện nay người dân từ đầu năm, từ mùng 1 tháng 1 năm 16 ấy, là người dân đăng ký khám chữa bệnh ở đâu bất cứ địa bàn nào trên toàn tỉnh cũng có thể đến các bệnh viện tuyến huyện để khám chữa bệnh. Như vậy vô hình dung hầu hết người ta sẽ bỏ qua tuyến trạm y tế và lên thẳng tuyến huyện. Thì như vậy đó là chi phí nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì tổng hợp những cái đó là những nguyên nhân khách quan. Đương nhiên có thể cũng nói thêm một số khách quan nữa. Chẳng hạn như ở Nghệ An ấy, chúng ta hiện nay đến giờ phút này khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 dân tham gia bảo hiểm y tế. Mà trong đó thì phần lớn là đối tượng chính sách. Này, đó có thể nói là người có công với cách mạng, trẻ em 6 tuổi, rồi là học sinh sinh viên được hỗ trợ, rồi là người hưu trí, là những người mà có thể nói mức đóng hàng tháng rất là thấp. Những đối tượng này thì sức khỏe thường là trục trặc, tỷ lệ đi khám bệnh của họ rất là nhiều, thì chi phí rất là lớn. Thì Nghệ An tỷ lệ này là lớn. Trong lúc cái người lao động ấy, ví dụ như chúng ta những người đang lao động, thì mức độ đóng theo lương thực hưởng hàng ngày thì lại cao, nhưng mà tỷ lệ đi khám bệnh thì lại ít. Thì ở tỉnh nào mà cái số người lao động mà tỷ lệ cao thì khả năng bồi quỹ nó thấp hơn. Vâng, còn một nguyên nhân nữa mà theo nhiều người cho đó là đợt rồi thì có nhiều cái bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện tư nhân đã được quyết định là từ hàng 2 xuống hàng 3 tương đương với cấp huyện. Điều này có góp phần để mà tăng cái bồi chi cái bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua hay không? Chúng tôi cũng nhận định là cái vấn đề các bệnh viện ngoài công lập vừa rồi á, họ từ hàng 2 để chuyển sang hàng 3, thì đó là cũng góp phần tương đối có một cái thay đổi có ý nghĩa trong vấn đề tăng quỹ bảo hiểm y tế. Ở chỗ là thứ nhất là ở Nghệ An là một trong tỉnh cũng có công tác xã hội hóa lớn nhất cả nước. Thế bệnh viện ngoài công lập họ có một đặc điểm là từ 1 tháng 3 thì họ được hưởng được cái giá dịch vụ đã bao gồm cả lương trong đó. Mà bệnh viện ngoài công lập thì hiện nay là cho đến giờ phút này ở Nghệ An vẫn chưa được hưởng. Thì ở bệnh viện công lập đã được có tính lương trong giá dịch vụ rồi. Hay nói ra tính trong thì giá nó cao hơn rất là nhiều. Đấy, tôi lấy ví dụ, nếu như năm ngoái mà một bệnh nhân đi khám ở bệnh viện ngoài công lập thì bệnh viện thu giá là 9.000, mặc dù lúc đó họ là hàng 2. Đấy, năm nay là hàng 3 nhưng họ tính cả lương trong đó thì được thu giá như thế là 31.000 một lần khám. Tức là từ 9.000 lên 31.000, nó tăng khoảng 315%, chứ không phải là ít nữa. Mà số lượng năm nay thì chính là vì do thông tuyến như vậy, trên số lượng người đến khám ở bệnh viện ngoài công lập cũng tăng đột biến. Để ví dụ con số 9 tháng năm ngoái là ở bệnh viện ngoài công lập là khoảng 149, lấy toàn 150.000 người khám ở cả bệnh viện ngoài công lập. Thì năm nay số đó là khoảng gần 400.000. Đó. Với chi phí năm ngoái là khoảng 58 tỷ. Thì năm nay khoảng 190 tỷ. Thì để nói rằng là cái việc bệnh viện ngoài công lập là cũng góp phần có ý nghĩa trong vấn đề tăng cái quỹ bảo hiểm y tế của 2016 ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vâng, như vậy thì cái việc mà quyết định từ hàng 2 xuống hàng 3 do ngành y tế quyết định cái hàng đó, vậy thì nó có ảnh hưởng, nó quá trình đó thì quỹ bảo hiểm y tế có cái sự phối hợp nào để mà vừa khai thác tốt quỹ bảo hiểm nhưng mà vừa không gây cái sức ép lớn cho quỹ và góp phần vào công tác khám chữa bệnh tốt hơn? Trước tiên từ cái chuyện bệnh viện mà từ hàng 2 hàng 3 thì tôi nói trước tiên là người dân mình ấy, thì đi khám bệnh sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Ở đó là vì ví dụ hàng 3 nếu họ là hàng 2 thì nên muốn khám bệnh ngoài công lập thì phải có giấy giới thiệu của tuyến huyện chuyển lên. Này, trong đó trong khi mà họ đã hàng 3 thì người dân được quyền lựa chọn. Thì rõ ràng là đấy cũng vấn đề mà chúng ta cũng thừa nhận cái đó là vì việc này người dân được lựa chọn khám chữa bệnh ngoài y tế ngoài công lập. Mà hầu hết các bệnh viện ngoài công lập trên Nghệ An là có điều kiện cơ sở vật chất tương đối đàng hoàng và con người có thể là họ phục vụ cái tinh thần thái độ của họ rất là tốt. Thì
trước tiên tôi muốn nói phần người dân được hưởng là như vậy. Cái xếp hàng về ngoài công lập á, thì như tôi trao đổi lúc nãy là hiện nay Bộ Y tế vẫn chưa có một cái tiêu chí nào để xếp bệnh viện ngoài công lập là tiêu chí nào thì hạng 3, tiêu chí nào thì hạng 2. Nhưng mà có văn bản quy định nếu hạng 3 là xếp tương đương tuyến huyện, thì hạng 2 là xếp tương đương tuyến tỉnh, mà tuyến tỉnh năm 16 là không được đón bệnh nhân thông tuyến. Đó có lẽ cũng đó yếu tố đó cũng tác động một phần. Những năm trước đấy thì cũng chính vì phải có một cái hàng bệnh viện để thanh toán quỹ bảo hiểm y tế, thì Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội đã thống nhất đề nghị ban tỉnh là căn cứ với bệnh viện ngoài công lập họ cũng hiện đại, cũng máy móc, cũng con người đủ, thì tạm thời xếp để họ là hàng 2 để ký hợp đồng khảo nghiệm bảo hiểm y tế. Nhưng năm nay thì cũng rất nhiều bệnh viện trong đó thì có công văn đề nghị Sở Y tế là làm tham mưu để cho họ chuyển xuống thành bệnh viện hạng 3. Vâng, nhưng mà với góc độ chuyên môn thì ông thấy rằng trong cái quản lý như vậy thì nó đã ổn chưa đo so với cái khám chữa bệnh cũng như là cái chi quỹ bảo hiểm y tế? Thì rõ ràng chúng tôi thấy đương nhiên là để nói cái gì nó cũng có vấn đề hai mặt. Thì lúc đó ủy ban đã đồng ý rồi thì chúng tôi thấy trước tiên là người bệnh cũng được lợi. Tức là mở họ cho một cái cửa để họ được quyền lựa chọn. Với cái này chẳng qua là chúng ta đi sớm thời gian đến 3 4 năm thôi. Còn theo luật bảo hiểm y tế thì đến năm 2021 ấy là toàn cả nước này là tuyến tỉnh, tuyến huyện đều được thống tuyến. Thì như thế chẳng qua chúng ta đi trước đi một số năm. Đương nhiên trước một số năm thì nó có cái lợi là bệnh nhân được hưởng quyền lợi lựa chọn sớm. Nhưng mà trong vấn đề quản lý điều hành thì rõ ràng trong vấn đề các cái cơ chức căn lý về như Sở Y tế hay Bảo hiểm chẳng hạn thì mình chưa kịp ứng dụng công nghệ thông tin, chưa kịp ứng dụng vấn đề khác để quản lý vấn đề này được. Vâng, có nhiều ý kiến gửi về chương trình cho rằng là từ khi mà cái quỹ bảo hiểm y tế mà chi tốt hơn cho cái bệnh viện hạng 3 và thống tuyến như vậy ấy, thì các bệnh viện tư cũng như là một số cái bệnh viện là tăng cường các cái thủ thuật chụp chiếu này, xét nghiệm này, từ đó là tăng cái quỹ bảo hiểm y tế lên. Vậy thì ngành bảo hiểm xã hội có quản lý được cái này và kiểm soát được cái này không? Tôi nghĩ đó là có. Tức là khi mà đã thống tuyến như vậy thì thứ nhất là các bệnh viện cũng tăng cường những cái hoạt động, đúng nhất có những cái mà rất là có ích, có cái có thể là không phải ích lắm, là để tăng chỉ số hấp dẫn đối với người bệnh. Thì trong đó có cái có thể là cho nhiều thuốc hơn, để có thể là cho nhiều cần lâm sàng hơn. Không hẳn là cả bệnh viện ngoài công lập mà các bệnh viện đều có hưởng như vậy, thành một cái sự cạnh tranh. Đương nhiên là bảo hiểm thì có thể tiến đoán được vấn đề được, nhưng vấn đề khi mà người dân ồ ạt đi khám bệnh, có thể nói giống như kiểu mà sau một thời kỳ tương đối nén á, thì bùng lên tất cả đi khám bệnh các bệnh viện tuyến huyện, đặc biệt là các địa bàn thành phố Vinh. Thì công tác trong quản lý của chỉ đạo của Sở Y tế cũng như phía bảo hiểm nó rõ ràng có những cái nó cũng chưa theo kịp tình hình được. Vâng, có nghĩa là cái trách nhiệm mà thông tuyến là chúng ta đã thông về, những thông màng trong quản lý ấy, thì chúng ta chưa thông được, và trách nhiệm cái này thuộc bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay là ngành y tế? Tôi nghĩ cái này thuộc cả hai. Ở chỗ là Bộ Y tế cũng ra quy định rất là ráo riết. Đấy, trước tiên là đầu cuối năm 15 rất là nhiều lần, rồi hết hạn năm 15, rồi sáng tháng 6 năm 16, rồi kéo dài nữa, để là tất cả các hệ thống khám chữa bệnh đều phải kết nối hệ thống công nghệ thông tin. Đấy, nhưng mà rồi trong những 6 tháng đầu năm vừa chúng tôi kiên quyết mới làm được. Còn những năm trước đây chưa làm được. Với sự chỉ đạo này cả Bộ Y tế cả Bộ Việt Nam đều kiên quyết, chứ không phải riêng một ngành. Vâng, ở một khía cạnh khác thì một số bệnh viện các cái tuyến này họ cũng phân vân là về cái gọi quy định, về cái gọi thuốc hoặc là các cái thủ thuật cần lâm sàng trong cái quy định của bảo hiểm y tế trong có cái điều chỉnh. Vậy thì ông có ý kiến về vấn đề nào? Thực sự thì theo luật bảo hiểm y tế là Bộ Y tế phải đưa ra một gói dịch vụ y tế cơ bản. Nhưng hiện nay Bộ Y tế vẫn chưa bắt được chuyện đó. Thì hiện nay cho thuộc gì hay cho cần lâm sàng nào vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của người thầy thuốc. Còn phải định lời sau đó mới xem lại được cái gì hợp lý không hợp lý để trao đổi lại anh với cái bác sĩ đó. Thì nếu được thầy cần không, người ta còn rút kinh nghiệm cho những trường hợp sau. Tức là gọi là hầu kiểm. Cho ngay lúc đó thì không thể có một anh giám định viên nào cứ ngồi cạnh những bác sĩ làm việc đó được. Mà hoàn toàn là do kiến thức trách nhiệm của người bác sĩ đó. Chứ còn cũng không có một quy định nào rõ ràng. Thậm chí có những người hay nói đưa là bảo hiểm y tế chỉ được ngân lấy tiền thôi. Không phải. Có người khám bệnh, chỉ khám bệnh không, chỉ tiền khám. Với khám bệnh bác tư vấn xong không cần thuốc thì thôi. Đó là, nhưng có những người thể thân triệu đồng. Ngay đi khám bệnh, ngay lần đầu tiên ở phòng khám có đã hết thân triệu đâu. Nếu mà bệnh người ta nan giải. Chứ không có quy định cứng là gói bao nhiêu tiền cho một bệnh nhân. Vâng, cái việc thông tuyến như vậy thì các cái gói mà đấu thầu thuộc bảo hiểm y tế và các cái quy định trong cái đấu thầu dịch vụ y tế ấy thì được bảo hiểm phối hợp với ngành y tế tổ chức như thế nào? Về giá dịch vụ thì hiện nay là do liên bộ y tế tài chính quy định để giá đồng đẳng như cả nước. Tức là ví dụ bệnh viện hạng 2 khám bệnh bao nhiêu tiền đó là cả nước đều giống nhau.
Đấy, chứ còn lại thì về đấu thầu thuốc thì cũng theo cả quy định đấu thầu thì Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội cùng phối hợp đấu thầu, tham gia trong cái hội đồng đấu thầu thuốc thì theo một quy định chung. Vâng. À, với những cái vấn đề đặt ra như hiện nay ấy, thì ngành bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với các ngành khác để mà tăng cường các cái giải pháp về quản lý chống cái vượt quỹ và phát huy hiệu quả cái bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh như thế nào. Thì giải pháp thì thực tế là chúng tôi đã và đang triển khai rất là nhiều, nhưng mà có thể nói một trong những giải pháp tuyên truyền và cũng có nhiều hiệu quả đó là công tác tuyên truyền đối với người dân. Đây, sở dĩ những ngày đầu, những tháng đầu thông tuyến người bệnh khám rất là nhiều như vậy, nhưng bây giờ nó hoạt động đã giảm hơn rồi, với họ cảm thấy đi khám bệnh cũng không hẳn cứ đi về thành phố Vinh khám thì tốt hơn. Đó, thứ hai là phía công tác trực tiếp của ngành bảo hiểm y tế và ngành y tế. Thì ngành bảo hiểm có thể nói là phải tăng tăng cái đổi tăng cái lượng phục vụ điều hòa nhân lực để khám tốt nhất cho người bệnh đến khám ở kể cả nội trú ngoại trú. Đó, còn phía bảo hiểm thì cũng rất là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát ở các bệnh viện để giảm định chi phí, cái gì hợp lý thì mình chấp nhận thanh toán, cái không hợp lý thì không chấp nhận thanh toán. Là các bệnh viện là cuối ngày là đều phải có một cái dự báo cáo dữ liệu khám bệnh trong ngày về Bộ Y tế, về Sở Y tế của Việt Nam. Thì như thế là bệnh viện người ta cũng chặt chẽ và không có sự làm được nó là được. Vâng, trong những cái giải pháp mà trong thời gian tới ấy, để tiến tới có thể là thông tuyến toàn tỉnh như ông nói vào năm 2021 ấy, vậy thì chúng ta triển khai các cái giải pháp thế nào để mà qua đó làm cho người dân được hưởng cái quyền lợi tốt hơn và cùng quản lý quỹ tốt hơn? Thì trước tiên đó là ngành y tế họ rất có nhiều biện pháp đã và đang thực hiện để nâng cao trách nhiệm. Còn ngành bảo hiểm xã hội thì cũng làm công tác quản lý, tức là bệnh nhân đến khám thì mình phải đảm bảo đó là người đúng đối tượng được khám chữa bệnh. Thứ hai là mình ứng dụng công nghệ thông tin, như ví dụ người bệnh đến chỉ cần qua cái đầu đọc của máy, bệnh viện sẽ biết ngay là bệnh nhân đó đã trong 6 tháng gần kề đó đã khám bao nhiêu lần, ở những đâu, thuốc những gì. Thế thì ngành y tế cũng sẽ có những cơ sở để giải thích tuyên truyền động viên người bệnh vừa là chữa bệnh tốt hơn nhưng vừa là hạn chế các cái tiêu cực trong đó. Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Gia Vân đã cung cấp những cái thông tin về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn ông Vân. Cảm ơn.